Thưa quý vị, dự kiến giữa tháng 2 tới đây, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ tổ chức đưa hơn 1.000 thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, từ nhiều tháng qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai công tác kêu gọi thanh niên khám tuyển để làm nghĩa vụ quân sự. Nhiều địa phương có số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự đạt gần 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó, huyện Hòa Bình có 100% thanh niên viết đơn tình nguyện và đang trong tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Là con trai út trong gia đình, cha mẹ đã ngoài 60 tuổi, nhưng thanh niên Lê Thành Đạt, ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình đã viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Dù mới 19 tuổi, nhưng Đạt rất siêng năng, vừa phụ gia đình mua bán tạp hóa, vừa lái xe đi giao hàng cho khách trong và ngoài huyện. Đạt sống cùng cha mẹ và chị gái. Cha Đạt đi làm thuê, còn chị thì đôi chân bị tật, đi lại khó khăn. Đạt là người duy nhất phụ mẹ mua bán mắm cá biển. Khi nghe chính quyền địa phương thông báo tuyển quân và được cha, mẹ ủng hộ, Đạt đã đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn làm tròn trách nhiệm với quê hương. Thì chúng tuyển nghĩa vụ em rất vui. Thì do nghĩa vụ em sẽ cố gắng hoàn nhiệm vụ được giao. Rồi em thoải mái chuẩn bị tinh thần và chia sẻ với gia đình, với bạn bè. Rồi tạo nghĩa vụ xong thì em sẽ học nghề miễn phí để sau này phụ tiếp gia đình, cho gia đình sau này khỏe hơn. Thường ngày nó ở nhà nó chở mẹ đi giao mắm, giao đồ. Bây giờ nó đi thì động viên cho con đi ở nhà, mình tạo điều kiện, mình mướn xe đầu chở mình đi. Đó, rồi cha thì cũng vẫn đi làm. Con nó tròn cái bổn phận nhiệm vụ cho nó đi, cũng mấy năm mới về rồi. Đồ sinh hoạt, đó, cho em nó đầy đủ. Vì có thằng anh nó đi trước rồi mình cũng biết rồi. Mình sắp xếp cho đồ cho con cái gì, những gì mà con nó xài. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thanh niên Trần Minh Phương, 20 tuổi, xã Vĩnh Mỹ B, năm nay cũng đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cha mất sớm, mẹ thường bị bệnh, nên từ năm 15 tuổi, Phương đã rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh làm công để gửi tiền về lo cho mẹ. Nhận được thông báo gọi về khám sức khỏe, Phương đã bàn với mẹ cùng các anh chị và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn góp chút công sức của người thanh niên vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Môi trường quân đội cũng sẽ giúp em rèn luyện, trưởng thành hơn. Và vô trọng mình sẽ được rèn luyện thể chất, học về chính trị, nói chung là rèn luyện tinh thần, trách nhiệm. Rồi em cũng thích là được đi vô trọng để mình có thể học hỏi được nhiều thêm. Em luôn luôn sẵn sàng, tại vì bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ người dân. Hiện tại em được sống trong Hòa Bình cũng nhờ những người đi trước, những cô chú, anh chị đi trước đã giúp đỡ thì mình mới được sống Hòa Bình như bây giờ. Thì em luôn sẵn sàng. Trong đợt tuyển quân năm 2022, huyện Hòa Bình được giao tuyển chọn 171 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 124 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 47 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, số lượng thanh niên trong độ tuổi tham gia các đợt khám sức khỏe và số lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ cao hơn nhiều so với chỉ tiêu. Chỉ đạo các xã thị trấn phải rà soát đủ đối tượng, công bằng, không để cái trường hợp mà có những cái thanh niên đủ điều kiện mà là trốn tránh, không thực hiện. Nếu mà có trường hợp thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Cái việc tuyên truyền, thuyết phục vận động các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như là ở xã thị trấn thì đã đạt được những cái kết quả quan trọng. Đa số thanh niên là đồng tình cao, gia đình đồng tình, tôi quan tâm chăm lo công tác hậu phương quân đội rất tốt. Của các năm trước, thanh niên khi mà hết hạn về thì chúng tôi là có chế độ chính sách đãi ngộ, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ sản xuất phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi cũng rà soát từng đối tượng. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự một số địa phương trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, công tác kêu gọi thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự lần này gặp khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp liên quan đến các trường hợp F0, F1 là thanh niên hoặc người thân gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Một số gia đình và thanh niên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của người công dân đối với đất nước. Trước tình hình trên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp nêu cao quyết tâm và nỗ lực tuyên truyền, vận động, giải thích cho gia đình và thanh niên để họ thay đổi nhận thức và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình.